Xin chào các bạn, bản tin bóng đá Việt Nam đã quay trở lại rồi đây. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin bóng đá nóng hổi nhất nhé. Ngoại binh chưa thấy bóng dáng, huấn luyện viên Indo lo lắng sợ hãi. Trước thềm SEA Games 31, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainuddin Amali giao nhiệm vụ giành huy chương vàng bộ môn bóng đá nam cho U23 Indonesia. Sau thành công thời gian gần đây, người hâm mộ Indonesia đang rất háo hức chờ đợi màn trình diễn của U23 Indonesia tại SEA Games sắp tới. Các cầu thủ U23 Indonesia chắc hẳn cũng rất muốn giành chức vô địch SEA Games năm nay để đòi lại món nợ tại Manila năm 2019. Còn nhớ tại SEA Games 30, U23 Indonesia cũng thi đấu đầy ấn tượng và góp mặt ở trận chung kết. Tuy vậy, đội bóng xứ vạn đảo để thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-3 và chấp nhận về nhì tại giải đấu năm đó. SEA Games 30 cũng là đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Indonesia. Không ít cầu thủ góp mặt tại giải đấu trên đất Philippines 3 năm trước giờ đang là trụ cột tại đội tuyển Indonesia như thủ môn Nadeo, Egi Maulana hay Anawi Mangkualam. Với sự xuất hiện của huấn luyện viên Shin Tae-yong trên ghế chỉ đạo, U23 Indonesia đang rất khát khao hiện thực hóa giấc mơ giành huy chương vàng SEA Games. Tại giải đấu lần này, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong được giao nhiệm vụ giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainuddin Amali nói trên tờ Indosport. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Mohammed Irawan đã biết rõ mục tiêu này, đó là phải giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31. Đương nhiên, ngoài bóng đá, tất cả các môn thi đấu khác tại SEA Games 31 đều đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Chúng tôi sẽ có những đánh giá riêng sau sự kiện. Ngoài ra, các lãnh đạo ngành thể thao Indonesia cho biết sẽ dựa vào thành tích tại SEA Games 31 để cân nhắc cơ hội dự SEA Games 32 diễn ra vào năm sau. Cá nhân hay đội nào thi đấu không tốt cũng có nguy cơ bị loại khỏi danh sách tham dự ASEAN Games 2022. Nếu đội U23 hay các môn thể thao khác thi đấu không tốt, chúng tôi sẽ có những cách khác nhau để xử lý. Mục tiêu tại ASEAN có thể thấp hơn, nhưng ở SEA Games thì chắc chắn phải có huy chương vàng. Khá ngẫu nhiên, ngay trận ra quân U23 Việt Nam lại gặp U23 Indonesia, tái hiện trận chung kết SEA Games 30 đã đưa Việt Nam lên ngôi vô địch. Nhưng rõ ràng người đồng hương huấn luyện viên Shin Tae-yong đã làm cho bộ mặt U23 Indonesia thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực. Chia sẻ trên tờ Sport Chosun, huấn luyện viên Shin Tae-yong khẳng định muốn đánh bại đội chủ nhà SEA Games 31. Mục tiêu đương nhiên là chiến thắng, không cần gì khác nữa, huấn luyện viên Shin Tae-yong nói. Các cầu thủ đang học hỏi và trưởng thành rất nhiều khi tập luyện tại Hàn Quốc. Tôi cố gắng phát huy ưu điểm của các cầu thủ, tiếp tục nỗ lực để đem đến hy vọng. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở vị trí của mình. Sự so sánh với huấn luyện viên Park Hang-seo là điều không thể tránh khỏi. Ban đầu huấn luyện viên Shin đến với bóng đá Indonesia trong kỳ vọng, tiếp đến là nghi ngờ và giờ có một lực lượng cổ động viên ủng hộ nhiệt thành. Ông nói, mỗi lời nói hay hành động của tôi và huấn luyện viên Park Hang-seo đều tạo ra sức mạnh lớn lên bóng đá Việt Nam hay Indonesia. Tôi không làm gì khác ngoài bóng đá ở Indonesia. Chức huấn luyện viên khiến chúng tôi phải làm hết sức mình dù ở bất cứ đâu. Nếu không đạt được thành tích thì giá trị của chúng tôi sẽ giảm xuống. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nói thêm, ở Indonesia, tôi làm huấn luyện viên nhiều độ tuổi. Tôi có thể phát hiện các cầu thủ trẻ có trình độ, có thể tạo động lực cho cầu thủ để củng cố đội hình. Tôi làm huấn luyện viên từ năm 2009, trải nghiệm nhiều điều trong thời gian ngắn. Tôi đã có mặt ở Olympic Rio 2016, FIFA U20 World Cup 2017, World Cup 2018, nhưng tất cả đều là đội tuyển ở Hàn Quốc. Tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thời gian đó, còn giờ là thời điểm để thực hiện các bí quyết với tư cách huấn luyện viên. Đội tuyển Indonesia là một thử thách đối với tôi. Tôi đã lo lắng rất nhiều rằng liệu có thể làm tốt trong môi trường mới hay không. Hiện tại tôi đang làm việc chăm chỉ với các cầu thủ. Mặc dù tuyên bố hùng hồn là vậy, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong đang rất đau đầu và lo lắng về lực lượng sau khi một tuần tập trung các trụ cột ở nước ngoài chưa thấy bóng dáng hẹn ngày hội quân. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã triệu tập 29 cầu thủ lên đội U23 Indonesia. Trong danh sách này, nhà cầm quân Hàn Quốc ghi danh 6 gương mặt chơi bóng nước ngoài. Đây cũng là các cầu thủ chủ lực của đội tuyển quốc gia Indonesia trong hành trình giành ngôi Á quân AFF Cup 2020 cách đây 4 tháng trước. Đó là Asnawi Mangkualam đang chơi tại Hàn Quốc, Ekan Bagot tại Anh, Pratama Ahan tại Nhật Bản, Egi Maulana Vicky, Witan Suleman tại Slovakia và Sadin Ramdhani tại Malaysia. Sự xuất hiện của các cầu thủ này, U23 Indonesia được đánh giá rất cao trong danh sách những ứng viên cho huy chương vàng SEA Games năm nay. Tuy nhiên trên thực tế, việc Đại hội Thể thao Đông Nam Á không thuộc FIFA Day khiến U23 Indonesia gặp khó khăn trong việc triệu tập các gương mặt này về rèn quân và thi đấu. Điển hình là mới đây, Ekan Bagot, một trong 6 cầu thủ U23 Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài mà huấn luyện viên Shin Tae-yong đăng ký trong danh sách, đã bị câu lạc bộ chủ quản là Ipswich Town của Anh không cho về dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Mark Kenna của câu lạc bộ này thẳng thừng tuyên bố, Bagot đã gắn bó và tập luyện cùng với đội thời gian rất dài, am hiểu chiến thuật của tôi. Một số cầu thủ Ipswich Town đang gặp chấn thương nên chúng tôi cần Bagot cho đến cuối mùa giải. Ekan Bagot được xem là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng đá Indonesia. Tại câu lạc bộ chủ quản, trung vệ 19 tuổi thậm chí còn được tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng của đội U23. Với việc không có sự phục vụ của Ekan Bagot ở SEA Games 31 sắp tới,
huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ phải rất đau đầu với bài toán nhân sự ở hàng phòng ngự. Việc thiếu vắng Ekan Bagot là tổn thất lớn với đội bóng xứ vạn đảo. Cầu thủ này là hòn đá tảng ở hàng thủ. Ở AFF Cup 2020 vừa qua, Ekan Bagot đã thi đấu tương đối tốt trong màu áo đội tuyển Indonesia. Ngoài Bagot, một cầu thủ U23 Indonesia khác nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở SEA Games 31 là tiền vệ Sadi Ramdhani. Ngôi sao chạy cánh 23 tuổi vẫn nằm trong kế hoạch sử dụng của Sabah FC, giải vô địch quốc gia Malaysia và không thể hội quân cùng các đồng đội. Bốn gương mặt còn lại là Asawi Makualam, Pratama Aham, Eji Maulana Vicky và Witan Suleiman vẫn có thể dự SEA Games 31 nhưng chưa biết sẽ trở về hội quân với U23 Indonesia ở thời điểm nào. Một vấn đề khác cũng đang liên quan đến nội bộ. U23 Indonesia dù đã bắt đầu tập luyện từ 12 tháng 4 nhưng Ramnai Rumakiak, tài năng hứa hẹn 19 tuổi của bóng đá Indonesia vẫn chưa hiện diện. Tờ Okzon viết, Rumakiak vẫn vắng mặt mà không hề có bất kỳ lý do nào. Nếu cậu ấy tiếp tục không xuất hiện, khả năng rất cao sẽ bị loại khỏi đội U23. Đây là một tin không vui đối với Indonesia. Trong trường hợp Rumakiak không thể tham dự SEA Games 2021, vị trí hậu vệ cánh của U23 Indonesia sẽ rất yếu bởi khả năng hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Egi Maulana Vicky và Witan Suleiman trở về là không cao. Ramai Rumakiak sinh năm 2002, chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Dù mới 19 tuổi, nhưng Rumakiak là trụ cột đội tuyển Indonesia và nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tại AFF Cup 2020, Ramai Rumakiak thường xuyên được đá chính và góp công lớn đội U23 Indonesia vào chung kết. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Sabah FC của Malaysia tuyên bố không thể nhả cầu thủ Sadi Ramdhani cho đội U23 Indonesia dự SEA Games 31. Trong thông báo vào chiều ngày 14 tháng 4, câu lạc bộ Sabah FC cho biết đây là lý do hoàn toàn không chính đáng vì môn bóng đá SEA Games 31 ở Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến 22 tháng 5 không nằm trong lịch trình ngày FIFA, nên câu lạc bộ không có nghĩa vụ giải phóng cầu thủ và cũng đã giải thích quy định này của FIFA cho cầu thủ được rõ. Câu lạc bộ Sabah FC cũng cho biết sẵn sàng để cầu thủ trở về đội tuyển trong ngày FIFA sắp tới, từ ngày 30 tháng 5 đến 14 tháng 6. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, đội bóng này cũng thi đấu đến 4 trận tại giải Malaysia Super League, không hoãn như Thái Lan và Việt Nam, và một trận tại cúp FA nước này đang chờ bốc thăm, nên việc nhả cầu thủ về đội U23 Indonesia là không thể. Trước thông báo này, Sadi Ramdhani đành rút lui và không thể dự SEA Games 31, cũng như đã gửi lời chúc may mắn tới U23 Indonesia cùng huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tại SEA Games 2019 tại Philippines, Sadi Ramdhani là trụ cột ở tuyến giữa của Indonesia. Anh có kỹ thuật cá nhân điêu luyện khiến Trọng Hoàng và Hoàng Đức nhiều lúc gặp khó khăn. Chính nhờ tài năng của anh mà Indonesia đã chơi hay ở hiệp đấu đầu tiên và dẫn trước Việt Nam với tỷ số 1-0 trước khi thua lại 2-1 ở vòng bảng SEA Games 30. Để thực hiện mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Việt Nam trong ngày đầu ra quân cũng như tham vọng tranh huy chương vàng SEA Games, nhưng với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột hiện nay, cho thấy huấn luyện viên Shin Tae-yong đang đau đầu và lo lắng cho kế hoạch sắp tới. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã chốt thành phần ban cán sự sau khi ba cầu thủ quá tuổi được tập trung cùng đội. Cụ thể, chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam được giao cho Đỗ Hùng Dũng, hai đội phó là Nguyễn Tiến Linh và Lý Công Hoàng Anh. Đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với U20 Hàn Quốc diễn ra trên sân vận động Việt Trì vào ngày 19 tháng 4 tới. Kết thúc trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục cho trận tái đấu với U20 Hàn Quốc diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 22 tháng 4. Đây là hai trận đấu giao hữu chất lượng được ban huấn luyện đánh giá cao, qua đó sẽ giúp U23 Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào SEA Games 31. Bên cạnh đó, cũng vì mục tiêu phải đoạt huy chương vàng SEA Games 31 của U23 Thái Lan nhằm đòi lại vinh quang từ tay U23 Việt Nam, giải Thái League trước sức ép từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan và nữ trưởng đoàn Nua Phan Lam San đã phải dời lịch đấu sớm hơn, kết thúc ngày 4 tháng 5 thay vì 7 tháng 5. Cúp liên đoàn nước này cũng phải lùi lại đến ngày 25 và 29 tháng 5 sẽ đấu lại. Riêng cúp FA của Thái Lan vẫn sẽ giữ như cũ, bán kết ngày 18 tháng 5 và chung kết ngày 22 tháng 5. U23 Thái Lan tuy có thời gian chống dự SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6 đến 22 tháng 5, nhưng về lực lượng muốn triệu tập thì không chắc có được những ngôi sao tốt nhất do các câu lạc bộ còn đấu cúp không muốn nhả quân. Thậm chí khả năng triệu tập đầy đủ đội hình để bay sang Hà Nội dự kiến ngày 4 tháng 5 cũng có thể bất thành khi U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ phải xé lẻ đội hình di chuyển trong hai đợt, theo tờ Siam Sport tiết lộ từ nguồn tin nội bộ ở FAT. Theo đó, ở đợt đầu hiện vẫn chưa rõ U23 Thái Lan sẽ tập trung được bao nhiêu cầu thủ dự kiến sau vòng 29 giải Thái League ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Số này sẽ tập trung vào ngày 2 và 3 tháng 5 để xét nghiệm COVID-19, kiểm tra sức khỏe và có thể tập nhẹ 1 hoặc 2 buổi để huấn luyện viên Manu Poking nắm bắt tình hình và sau đó ngày 4 tháng 5 bay sang Hà Nội. Đợt còn lại, theo tờ CM Sport, ước tính có thể lên đến 20 cầu thủ chủ chốt sẽ tập trung ngay sau vòng cuối giải Thái League ngày 4 tháng 5, kiểm tra và xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm trước khi có kết quả và sẽ bay sang Hà Nội ngày 5 tháng 5. Hiện tại, U23 Indonesia đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 15 tháng 4. Tại Hàn Quốc, U23 Indonesia sẽ rèn quân và đá ít nhất một trận giao hữu trước khi trở về nước vào ngày 28 tháng 4. Tại SEA Games 2021,
U23 Indonesia nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Việt Nam, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Các bạn nghĩ sao về những thông tin bóng đá ngày hôm nay? Hãy nhanh tay comment cho chúng tôi cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!